Chợ Tô Cũ Quảng Ninh xin kính chào quý anh chị, chào các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung, chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Trước mắt quý anh chị cùng các bạn là chiếc xe Ford Ranger bản XLT sản xuất năm 2015. Con này thì lên form mới rồi anh em nhé. Nó lên form 2016, nó có đèn bi xê lông và có lái điện, có khóa bi sai cầu sau. Cái dòng này thì nó đi nó rất là nhẹ nhàng, và đặc biệt là nó phù hợp với anh em mà ở các cái khu vực có nhiều đèo dốc, đường khó đi ấy. Hôm nay Đức Trung sẽ làm một cái video chi tiết để đáp ứng nhu cầu của một số anh em ở trên cái vùng núi cao, anh em ở Cao Bằng với khu vực Bắc Cạn đấy. Đợt này thì các anh em trên ấy rất là quan tâm đến cái dòng xe số sàn hai cầu. Thế thì có cái con này về thì Đức Trung lên sóng luôn. Cái con này thì bên Đức Trung vẫn đang đi công vụ, đưa đón con rồi là đi làm, đi hồ sơ, rút hồ sơ rồi là làm nhiều các cái công vụ khác. Xe cũng khá là bẩn nhưng Đức Trung cũng cứ lên sóng luôn. Nếu anh em quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp hoặc là đến xem xe tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh, có địa chỉ ở phường Phương Nam, thành phố Uông Bí. Số điện thoại thì Đức Trung sẽ để ở trên góc màn hình để anh em tiện liên lạc. Về cái mùa này thì trời nó tối rất là nhanh nên là Đức Trung sẽ quay cũng nhanh thôi. Một chiếc XLT form 2016 anh em nhé, sản xuất 2015, form 2016. Xe rất là đẹp, cái tầm giá cũng khá là rẻ, 550 triệu đồng. Hay 550 triệu thì bên Đức Trung sẽ bao rút hồ sơ, thiện chí thì vẫn còn còn bớt anh em nhé. Các anh em mà ở cái khu vực mà trong miền Trung Tây Nguyên ấy, thì bên Đức Trung sẽ cam kết và sẽ làm các cái thủ tục rút hồ sơ và chuyển xe vào cho anh em. Đấy, nếu mà chốt nhanh cái con này thì Đức Trung sẽ để cái giá hữu nghị. Xe được mang biển của tỉnh Hải Dương 34C10780. Đấy. Anh em có thể nhìn thấy cái dòng XLT thì nó được trang bị một cái mặt ca lăng mạ chrome. Đấy, và có đèn projector kết hợp với đèn halogen, có tích hợp luôn cả đèn báo rẽ. Cái đèn gầm này vẫn là đèn nguyên bản theo xe. Cái lớp mạ của xe còn rất là đẹp anh em nhé, sáng trưng. Đây, biển số này còn rất là vuông vắn, không có đâm va, không có ngập nước. 2015 thì đến nay thì nó cũng là 7 năm rồi. Nhưng mà xe còn rất ngon, máy nổ rất là êm. Đây, lốp mới, lốp xịn anh em nhé. Đấy, cái bộ lốp rất là xịn, lốp rất là dày dặn. Dòng này thì nó có mang cá cũng mạ chrome này, rất là đẹp. Động cơ 2.2, số sàn 2 cầu, số sàn là 6 cấp. Speed được số sàn này 6 cấp. Có xi nhan tích hợp gương. Đấy, và chân kính thì cũng được ốp miếng chrome rất là đẹp. Đấy, Đức Trung quay luôn cái phần nội thất. Bộ ghế da màu đen rất là xịn sò. Đấy, trần lỉ nguyên bản, có hai đèn trần, gương chống chói. Đây, vô lăng tích hợp các cái phím bấm, có cả túi khí anh em nhé. Và có ra lệnh giọng nói, có ga tự động, giới hạn tốc độ lim rất nhiều. Đặc biệt là cái dòng này nó có lái điện vô cùng là nhẹ nhàng. Đây, số sàn hai cầu điện. Đây, nó có cả khóa bi sai cầu sau. Đấy, điều hòa nóng lạnh hai chiều, các cái phím của nó đều là phím mềm hết. Đây, hệ thống đèn pha này, các cái phím, cái điều khiển đèn cũng như là bấm đèn nó rất là nhẹ nhàng, nên tăng giảm độ sáng của đồng hồ tablo. Gương kính chỉnh điện con này nó có cụp xòe gương. Đấy, lát nữa thì ta sẽ kiểm tra đến tất cả các cái chức năng của xe. Có khóa trên cánh cửa nó như là 2018 anh em nhé. Các cái mã kính này là 2015 hết. Bốn kính chỉnh điện. Đấy, cái vách này là vách lỉ nguyên bản anh em này. Nhưng mà cái ghế mà để cái ghế lỉ thì nó rất là hôi. Chính vì thế này là chủ xe đã trang bị cái ghế này là ghế da rồi. Cái sàn này cũng là sàn da nhé. Còn nếu như mà cái sàn lỉ như này
thì nó rất khó vệ sinh mà nó hôi. Lẹp chân kính này rất là đẹp, nằm chỗ ngồi rất là rộng rãi, còn đầy đồ nghề rồi là lính kính của anh em xe đi công vụ là nói chung lên sóng luôn để cho ai mà quan tâm thì có thể đến xem xe và chạy thử tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh ở phường Phương Nam, thành phố Uông Bí anh em nhé. Đây lốp này, lốp sau bên lái lốp còn rất là dày, đấy, là răng đúc này. Cái bản XLT này thì các cái gân chịu lực này của nó cũng khác, nó cũng dày dặn và nó cứng cáp hơn so với lại dòng XLS anh em nhé. Thế và cái cỡ lốp của nó thì nó cũng to hơn. Đây anh em có thể nhìn thấy này, 265 XLS thì nó là 255 anh em nhé, 65 R17 này, XLS này nó 216 thôi, R16. Đây sắt xi gầm bệ của xe này, nó chạy ở cái vùng Hải Dương cho nên là sắt xi gầm bệ của nó rất là chắc chắn, nó không hề mục mọt đâu, không xe không nổi. Bắt đầu sốc bằng thép, có trang bị 4 cái cảm biến anh em nhé. Cảm biến này là cảm biến nguyên bản của xe. Lốp dự phòng này, lốp dự phòng này cũng còn khá là dày dặn, gầm bệ rất là chắc chắn, nguyên bản hết, chưa có sửa chữa, chưa có thay thế bất cứ một cái chi tiết nào. Đây lót thùng này, đây, thùng bệ rất là chắc chắn. Các cái cặp đèn này vẫn là đèn nguyên zin, lòng sơn này vẫn là lòng sơn zin, đèn sáng cái màu của nó còn rất là tươi, chóa đèn rất là sáng, kính trong, keo chỉ zin, cả những cái rằng chéo này cũng là zin hết anh em nhé. Cam kết với anh em là xe đẹp, không một lỗi nhỏ. Giá thì cực kỳ ưu đãi, anh em mà quan tâm thì liên hệ để được tư vấn. Nếu mà các bác ở gần thì đến xem xe trực tiếp. Cơ bản thì xe rất ok anh em nhé. Cái hàng ghế phía sau này rất là rộng rãi, nếu đi 4 người thì ta có thể để cái hộp này xuống, vừa có khay để đựng nước uống, vừa có chỗ để tì tay. Nếu đi 3 người thì ta gật nó lên như này. 3 chỗ ngồi rất là rộng. Đây, dụng cụ đồ nghề theo xe vẫn còn đầy đủ. Cái kích thì là anh em là nó mượn. Cam kết là đồ nghề đầy đủ. Đi đêm mà không có cái kích thay lốp dự phòng thì là rất là dở anh em nhé. Chẳng may nó sự cố cái là không, đêm hôm là không ai người ta làm là mình có đồ là mình thay lốp luôn. Đấy, thế và người Việt Nam thì là nhiều khi là cũng hay bỏ qua những cái lặt vặt, hoặc là mua con xe mấy trăm triệu nhưng mà thay dầu mới thay lọc thì bỏ ra có mấy trăm ngàn hoặc là hàng 1-2 triệu thì là cũng rất là khó khăn. Đức Trung cũng gặp rất là nhiều những người mà như vậy. Đối với những cái dòng xe đời cao mà nó có turbo này thì ta phải thay dầu đúng định kỳ. Nếu mà không thay dầu đúng định kỳ thì nó rất nhanh hỏng xe. Đấy, đặc biệt là đối với những cái turbo nó hoạt động từ vài trăm vòng cho đến hàng vài chục nghìn vòng trên phút. Cho nên là cái yêu cầu về bôi trơn của nó rất là cao. Và đặc biệt là những cái phần turbo đấy, nó chạy với cái tốc độ vô cùng lớn. Nên là anh em cố gắng là thay dầu đúng định kỳ, thay dầu thay lọc đấy, và cái nước làm mát thì cũng vậy. Cái nước làm mát thì là cái nước nguyên bản của nó thì là nó sẽ giúp cho động cơ nó vừa mát mà nó không gây ra các cái mảng bám. Cái mảng bám ở đấy thì nó sẽ làm cho cái tốc độ tản nhiệt của động cơ nó sẽ kém hơn. Cái động cơ bị nóng là nó sẽ sinh ra nhiều bệnh và nó sẽ rất là về lâu về dài nữa nó rất là nhanh hỏng. Vâng, đây là khoang động cơ của chiếc Forerunner bản XLT sản xuất năm 2015, trang bị form mới lái điện, động cơ đang hoạt động, máy nổ rất là êm, còn là đi cực kỳ sướng, lắm lúc không có cái cảm giác là số sàn. Khi nó đang lăn bánh rồi thì số nào nó cũng đi, tay lái thì vô cùng nhẹ nhàng, hệ thống phanh cũng như là cái thân vỏ của nó chắc chắn, đi nó không có ồn, rồi là đi nó lướt xe, cảm giác đi nó như xe xăng. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của những cái dòng số sàn này nó cũng chỉ loanh quanh
7 lít thôi. Nếu mà đi đường trường thì nó chỉ khoảng 6 lít, hơn 6 lít này anh em nhé. Xe rất là chất. Đấy, Đức Trung sẽ đánh lái cho anh em xem này. Đấy, đánh lái một tay nhé, mà đánh lái chết nhé, vô cùng là nhẹ nhàng. Đấy, chị em hoặc là những người mà cao tuổi ấy, lái những cái dòng xe này thì vô cùng là thích thú luôn. Đấy, ta kiểm tra luôn cái hệ thống gương điện. Gương điện con này nó có cụp xòe gương. Đấy, anh em có nhìn thấy này. Đấy, gương cụp xòe. Đấy, vô cùng là linh hoạt. Được trang bị bộ phim cách nhiệt rồi anh em nhé. Cái dán phim cách nhiệt này nó đi nó dịu hơn khi mà đi dưới trời nắng. Tất cả các cái trang thiết bị ở trên xe này thì cam kết với anh em là hoạt động đầy đủ. Số sàn, hai cầu điện, khóa vi sai cầu sau, hai cầu này vẫn hoạt động đầy đủ anh em nhé. Tất cả các cái phím ở đây này, gió thổi vào chân, vào mặt, lên kính này, tất cả các cái trang thiết bị ở trên xe này là ok hết, kể cả là cái phần ga tự động này bên Đức Trung đã test rất là kỹ rồi, cam kết là xe không lỗi nhỏ. Chân nỉ nguyên bản, hai đèn trần anh em nhé, đèn trần. Đối với lại cái dòng xe số sàn này thì thực sự ra mà nói thì nó chi phí để vận hành xe nó rất là thấp. Nhưng mà anh em cố gắng là thay dầu, thay lọc, thay nước làm mát, rồi là dầu cầu, dầu số thì ta cũng nên thay đúng định kỳ theo cái quy chuẩn của nhà bảo, của nhà sản xuất, thì nó sẽ tăng thêm cái tuổi thọ cũng như là cái quá trình mình vận hành thì nó sẽ mượt mà êm ái hơn. Đặc biệt là các cái lọc ấy, bây giờ cái trên thị trường cái lọc nó rất là nhiều và nó rẻ, thì ta cứ cố gắng là 5.000 cây là ta thay dầu động cơ, là ta thay luôn lọc nhớt. Đấy, và cái lọc gió thì ta cứ chạy tầm cỡ khoảng độ 1 năm thì ta thay lọc gió, rồi là thay nước làm mát một lần. Cái nước làm mát ấy dù là cái màu nó vẫn là còn là màu xanh hoặc màu đỏ thì ta cũng lên thay. Thế và cái dầu hộp số cũng vậy, hộp số rồi dầu cầu thì ta cũng lên thay trong vòng khoảng 1 năm sử dụng. Nếu mà ta đi nhiều thì tầm cỡ khoảng độ 7-8 tháng là ta cũng lên thay. Thế và ta cũng thường xuyên rửa xe, kiểm tra siết chặt các cái bu lông tắc kê, hoặc là ta có thể kiểm tra các cái dây gô loa để tránh cái trường hợp mà đi đường nó sinh ra sự cố. Và một cái điểm nữa rất là đơn giản nhưng mà nhiều bác cũng không quan tâm, đặc biệt là cái áp suất của lốp ấy thì luôn luôn nó phải đủ. Ta cứ chạy tầm khoảng 10 ngày thì ta lại kiểm tra cái áp suất lốp. Ta mua một cái đồng hồ, ta dí vào cái đầu van ấy, cái áp suất của nó này cứ đảm bảo tầm cỡ khoảng 2,3 cân. Cái bơm căng quá thì đi nó sóc thì nó cũng dễ sinh ra sự cố, mà đi nó lon quá thì nó sẽ tốn dầu, thế mà xe nó vận chuyển nó sẽ không được trơn tru mượt mà. Đấy, chúc các bác lái xe an toàn. Thế mà có những cái vấn đề cần phải tham mưu thì liên hệ với Đức Trung để Đức Trung sẽ tư vấn. Kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong khoảng 14-15 phút vừa qua thì Đức Trung có quay chi tiết và chia sẻ tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe Ford Ranger bản XLT sản xuất năm 2015, xe màu xanh thiên thanh biển Hải Dương. Bên Đức Trung đang chào bán với giá là 550 triệu, bao rút hồ sơ
thiện chí thì vẫn còn bớt khi xem xe. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video gần nhất.